dung dịch dưỡng trắng da và giảm thâm nám từ sâu bên trong Idol White Meta Whitening Emulsion 50ml Vichy được áp dụng công nghệ dưỡng trắng giảm thâm nám hoàn toàn mới giúp phân tách melanin ra khỏi bề mặt da, điều trị thâm nám và làm trắng da hiệu quả. Thương hiệu Vichy, xuất xứ Pháp, dung tích 50ml, sản phẩm phù hợp với da dầu, da hỗn hợp, làn da gặp vấn đề thâm mụn, đốm nâu và nám da. Dung dịch dưỡng trắng da và giảm thâm nám Vichy Idol White từ sâu bên trong với công nghệ dưỡng trắng da hoàn toàn mới Meta Whitening bao gồm LHA, caffeine, adenosine, ferrisoxinol thúc đẩy quá trình tổng hợp, phân tán và tách lớp melanin ra khỏi bề mặt da. Sản phẩm giúp làm trắng da, cải thiện tình trạng xỉn màu và không đều màu da. Công dụng chính của sản phẩm, giúp da đều màu và khỏe hơn, làn da căng mịn và sáng hơn, loại bỏ nám, đốm nâu và thâm mụn. Thành phần của dung dịch dưỡng trắng da và giảm thâm nám từ sâu bên trong Vichy, caffeine, kích thích lưu thông vòng tuần hoàn máu, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm mệt mỏi. Ferrisoxinol, hoạt chất làm trắng số 1, giảm sự hoạt động của tỷ lệ melanin kích thích. LHA, loại bỏ tế bào chết chứa melanin gây tối màu da. Adenosine, thấm sâu vào lớp hạ bì, giúp giảm các khiếm khuyết trên da, chống lại các dấu hiệu lão hóa. Dung dịch dưỡng trắng da và giảm thâm nám từ sâu bên trong Vichy dành cho loại da nào? Sản phẩm phù hợp với da dầu, da hỗn hợp, làn da gặp vấn đề thâm mụn, đốm nâu và nám da. Giới thiệu về thương hiệu Vichy. Vichy là nhãn hiệu dược mỹ phẩm Pháp được tin dùng trên toàn thế giới, thuộc tập đoàn L'Oréal. Với hơn 80 năm kinh nghiệm và phát triển, Vichy mang đến cho hàng triệu phụ nữ trên thế giới làn da đẹp với phương châm, làn da đẹp là làn da thực sự khỏe mạnh. Các sản phẩm của thương hiệu được chắt lọc từ những nguyên liệu tinh túy từ thiên nhiên và phương pháp làm đẹp an toàn, sử dụng nguồn nước khoáng quý hiếm ngàn năm tuổi tạo ra những sản phẩm chăm sóc da hiệu quả và được tin dùng trên toàn thế giới.